Các tình yêu ơi, hàng khuyến mại đặc biệt chỉ có bên Shopee Fashion mới có nha. Đây, bình nước thể thao năng động thương hiệu Michelin, thương hiệu hãng vỏ xe nổi tiếng nha mọi người nha. Đây, hàng này là hàng khuyến mãi nha, và đặc biệt chỉ có giới hạn thôi, không có nhiều nha. Một bình nước như thế này là 500ml nè. Đó, trọng lượng rất là nhẹ, cỡ 150g thôi mọi người. Kích thước là cỡ 59,5 x 38 x 23,5cm. Bình này dùng để đựng nước khi tập thể thao trong nhà nè, ngoài trời nè, đi học nè, đi chơi, dã ngoại, picnic hay là chạy xe đạp, ô tô đều rất là cần thiết nha mọi người nha. Đây. Đó, có quai cầm xinh xinh như thế này nè mọi người. Đó, và mọi người cũng có thể là gắn vào chiếc xe đạp ha, thể thao của mình đó, đi chơi đi du lịch ha, rất là tiện lợi nha mọi người. Bình rất là nhẹ tay và đựng nước cực kỳ an toàn vệ sinh nha mọi người nha. Bình nước này thuộc chính hãng của Michelin, được làm từ chất liệu nhựa PC7 cao cấp, chịu nhiệt độ cao, có độ bền tốt, không độc hại, không mùi gây khó chịu, và đặc biệt là an toàn cho sức khỏe hơn tất cả các loại bình khác trôi nổi ở trên thị trường nha. À, bình nước Michelin này được thiết kế thân bình đơn giản, nhẹ và bền, chống rò rỉ cao, dễ lau chùi và không bị bám bẩn, nắp đậy vệ sinh và tiện dụng khi uống. Hàng mới 100% và chất lượng cao nha. Bình nước thích hợp mang đi theo để mà đi tập gym nè, chạy xe đạp nè, leo núi nè, đi bộ đường dài và những hoạt động thể thao ngoài trời, rất gọn nhẹ, tiện lợi, dễ dàng mang theo nè. Bình này các bạn cũng có thể là đựng những cái sản phẩm detox nè, uống để giảm cân nè, thải độc tố trong cơ thể ra nè. Đó, bên Uyên hiện đang khuyến mãi nha. Những bạn nào dùng những cái sản phẩm nước bột cần tây nè, nước pha cần tây dịp lục collagen bên Shop Uyên Fashion nha, thì bên Uyên ha, khi mà mua từ 2 đến 3 hộp thì bên Uyên sẽ tặng cho một cái bình nước này để mọi người có thể pha và uống nha mọi người nha. Đây, sẵn hôm nay Uyên đi hàng nè, đóng hàng cho các nhà Uyên nha. Đó, khách sĩ lẻ nhà Uyên đều được có quà tặng nha. Đó, mua từ 3 hộp trở lên như thế này sẽ được có quà tặng nha mọi người nha. Sĩ từ 3 đến 5 hộp trở lên là có quà tặng nha mọi người. Đó, khách lẻ cũng như thế nha. Đó, khi mà mua nước dịp lục collagen với Shopping Fashion cũng được tặng cái bình nước này để pha uống nha, đem theo tiện lợi nè, đi chơi đi học nè, đi du lịch dã ngoại ha. Đó, mình có thể xách cái bình nước này đi theo uống rất là tiện lợi luôn. Những bạn ha vận chuyển shipper này kia đó, đó thì cần bổ sung nước nè, khi mà mình đi ra đường trời nắng nóng á thì là tậu ngay cái bình nước như thế này rất là tiện lợi nha, để mình xách theo đi đường để uống nước nha mọi người nha. Đó, và cái loại nhựa này là loại nhựa đặc biệt không gây hại cho sức khỏe khi mà dùng nha các chị em, các anh chị em không có lo lắng khi mà mình dùng đi dùng lại ha, như các loại nhựa khác sẽ gây độc hại cho tôi. Còn này đặc biệt là không nha. Sản phẩm này là sản phẩm được bảo đảm chất lượng cao rồi nha. Đó, được chính hãng nè của Michelin ha. Đó, nhập và phân phối nè. Đó, độc quyền và tặng cho khách hàng của mình. Đó, khi mà mua vỏ xe được tặng cái bình nước này nè. Bên Uyên được cái khuyến mãi này, mua được cái khuyến mãi này rất là rẻ luôn, giá rất là rẻ và hợp lý luôn. Những anh chị em nào muốn mua về dùng hoặc mua đi bán lại hoặc mua về để làm quà tặng thì đều có cái giá rất rất là ưu đãi cho các anh chị em luôn nha. Đó, một bình như thế này nó sẽ đựng dùng cái hộp rất là xinh xắn nè mọi người. Cái hộp giấy nhà đựng của nó nè. Đó, một bộ như thế này nha mọi người. Đó, rất là an toàn và vệ sinh nha mọi người nha. Đó, mọi chi tiết ha, muốn mua cái sản phẩm bình nước này hoặc là muốn được quà tặng á thì cứ liên hệ trực tiếp ha. Quà tặng khuyến mãi này thì liên hệ trực tiếp với em Uyên qua số hotline là 0767750430, hoặc có thể kết Zalo để được tư vấn và trả lời nhanh chóng nhất nha mọi người nha. Đây, đó, bình nước Michelin rất là tiện lợi đó, cho mọi người nha, từ trẻ em đến người lớn đều rất là dùng cái sản phẩm này, rất là thích luôn, đảm bảo rất là xinh xắn và dễ thương luôn nha. Đó, dễ thương lắm nè. Và Uyên có một cái lưu ý nhỏ nha, khi mà dùng này để đựng nước, nước thông thường, nước pha, nước đá, nước lạnh ha, nước nóng đều được, nhưng mà nước nóng thì nhớ là không quá là 75 độ nha, được nha, trở lên nha. Đó, và đặc biệt không có cho cái bình này vào lò vi sóng, là không đựng hóa chất ăn mòn, nước quá nóng hoặc nước đang đun sôi cho 80 độ thì không có đựng vô cái bình này được nha mọi người nha. Đó, mọi người lưu ý giúp em Uyên.